Cho xin 200 đổ xăng được ạ. Không có tiền mặt, đi xin chỗ khác đi. Tính ăn vạ à? Tránh ra đi, tôi còn đi làm việc. Cho 500 đi đi, còn không cho hỏi kén rồi luôn. Rồi, vào vào đi xoay, đủ người ta không đền nè, ôi. Thôi rồi. Xếp lên xe đi, em chở. Em sắp sửa thi bằng lái nên cần thực hành nhiều hơn. Ô, cậu. Xếp ngồi kế bên, nhắc cho em là chân nào chân phanh và chân nào chân ga. Em là hay nhầm hai chân đấy lắm. Ê, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Không đền thôi. Cảm ơn cậu. Không có gì đâu anh. Giờ xin đều kiểu này nhiều lắm anh ạ. Thôi em đi nha anh. Bye anh. Mời ứng viên tiếp theo vào phỏng vấn. Dạ em chào anh ạ. Ờ